Dù như thế nào vẫn phải tích cực. Cả lớp ôm nhau chúc mừng. Làm tốt. Chị thì cũng không còn nói nhiều nữa nha. Ngày hôm nay nào, báo nâu rồi báo ghi rồi báo hồng báo đen, mất hết sự tự tin. Chị rất là tự hào thật sự. Qua những cái ngày mà tập luyện cùng nhau, các bạn đối diện với những ưu điểm của mình và khuyết điểm của mình với tinh thần là một chiến binh, thì các bạn trưởng thành rất là lớn, rất là nhanh và hiểu rõ được bản thân của mình. Nếu như ngày hôm nay bọn em chủ động hơn và làm tốt hơn thì có thể chúng ta đã có tới 5 tấm hình đẹp rồi. Và khi chúng ta có 5 tấm hình đẹp thì chúng ta không cần phải đặt may rủi vào trong cái tấm hình của New Mentor nữa. Nhưng ngày hôm nay bọn em rất là trì trệ, khác hẳn với cái buổi múa xe. Tập đầu mà ai cũng kiểu chưa có kinh nghiệm nhiều lắm thì mình phải trải qua từng thử thách thì mình mới trao dồi cũng như là rút ra được kinh nghiệm cho bản thân mình. Nhưng mà kết quả thì đã có, nó đi nó lại nó cũng thế thôi. Đúng không nào? Phục thì nó cũng vậy mà. Chị em bạn bè thì mình cũng đã chất vấn ngay tại đó rồi. Bọn em đã hiểu cái cuộc chơi này rồi. Tất cả mọi người bỏ công bỏ việc đều là những gương mặt quá kỳ cựu mà họ tới đây chẳng ai đơn giản cả. Có nhận ra giáo viên cũ của mình không? Nếu ngày xưa Hào Hồi có chơi game như bây giờ không? Em không biết nữa. Khó đúng không? Chị cũng khá bất ngờ. Khá bất ngờ. Nhưng đó là cuộc chơi này. Và đó là The New Mentor. Nhìn sơ qua cũng thấy rằng là Team Lan Khuê có quá nhiều người đang không có bằng cái thực lực của bọn em. Điểm số nó thể hiện tất cả. Nhưng mà người ta đâu có quan tâm tới những điều đó. Họ muốn cái cuộc chơi của họ và họ bảo vệ thí sinh của họ. Mình leo núi không phải là để mọi người ngắm nhìn mình, mà là mình leo lên núi để mình ngắm nhìn người ta. Mình tới đây được học, được cảm nhận những cái mà cô cho em thấy nên vậy là thành công. Em thấy tự hào tại vì ai cũng cố gắng làm tốt nhất có thể. Mình khóc là chị khóc theo. Thì em là người đã chinh chiến rất là nhiều cuộc thi rồi, em trải qua cảnh này rất là nhiều lần rồi. Mai cảm thấy rất là áp lực. Đến đây thì mỗi tập, mỗi thử thách nó sẽ có cái luật chơi riêng. Hôm nay á, chúng ta xui, chúng ta phải chia tay á, thì cái thời gian qua nó cũng rất là đẹp. Rất là run, lạnh lắm. Tay chân lạnh nha, xong rồi nói cũng run nữa. Và em nghĩ rằng là mỗi người sẽ học được những cái bài học riêng cho mình và có được những cái kỷ niệm tốt. Còn về quyết định thì là mỗi cô thôi. Thì ai cũng được cô à, không có khó lắm đâu cô. Đây là tập vòng loại đầu tiên và bọn em chưa có nhiều thời gian để xem được cái khả năng của các bạn trong nhóm như thế nào. Và để đưa ra hai bạn vào trong vòng loại thì em chưa nghĩ ra được cái tên nào hết. Bởi vì đối với em thì em cảm thấy mỗi người đều có một cái màu sắc riêng và thế mạnh của mọi người đều rõ ràng như thế. Thì ngay từ thử thách đầu tiên chụp với Hoa Sen, bản thân em đã là người bị không bình tĩnh, chụp không tốt. Em nghĩ là cái đó ngay từ đầu đã làm ảnh hưởng tới team của mình rồi. Thì quyết định thì ở chị, nhưng mà em muốn được vô để giữ lại những thành viên còn lại của team mình. Nhưng mà hôm qua là Phương là người làm tệ thì Phương nghĩ là mình là phải cái người ra đó. Thử thách trước em hơi tâm lý, em cảm thấy là mình là hầm không tốt quá. Em rồi chị Phương, mọi người trong team ai cũng bị. Thấy hơi buồn. Hôm nay nếu mà đứng coi cái bức hình thì mấy em thích cái bức hình nào nhất? Em thích bức hình của Bánh Bánh nhất. Và em không thích bức hình của Thiên Hương. Mặc dù em với Hương là người rất là thân với nhau, nhưng mà em không thể nào bào chữa cho bạn được. Mai Ngô quá là drama. Không biết là Mai có nghĩ là Hương có buồn khi mà nghe như vậy hay không. Thì thấy cũng hơi chặt một xíu đấy. Mình nói ra để đạt được cái kết quả tốt nha Hương. Vì em thấy Hương cần áp lực và sự tập trung để boost được cái năng lực của Hương lên. Mà em nghĩ là tấm hình nào đối với em trong team của mình cũng đều rất là đẹp. Và mình đang focus vào ý nghĩa, nhưng mà mình không có trùng khớp với cái suy nghĩ và cái nhận định của ban giám khảo. Và đây là lần đầu tiên em tham gia truyền hình thực tế. Tuy nhiên là nó sẽ rút cho em được rất là nhiều kinh nghiệm, bài học để mà nếu mà vào thử thách sau em sẽ focus vào những gì mà ban giám khảo cần. Ngày hôm nay chúng ta thua. Bởi vì sao?
Đầu tiên là khả năng lít tim của em ạ. Về khả năng lít tim của em thì hôm nay em đã không có khả năng quan sát để mà giữ bình tĩnh cho tất cả các bạn trong team để có được một cái bức hình 5 bạn đẹp nhất. Mình luôn luôn chuẩn bị sẵn cái tinh thần là có thể ngày mai mình sẽ ra về, vì áp lực chương trình rất lớn và tất cả các thí sinh ở đây đều rất mạnh. Và cái lỗi đó là một cái lỗi đã làm khiến cho chúng ta thua 0,5 điểm đúng không? Nó chỉ là vấn đề bức hình là ai nhất và ai nhì, thì bức hình của Hà Hồ nhất. Thế cho nên là em là thí sinh đầu tiên chị công tâm chị gửi vào vòng loại. Chị muốn cho kể cả khán giả họ cũng phải thấy là cái format này nó quá khác biệt và nó quá khác với các chương trình. Nó là new mentor. Cái vị trí của cái chữ new mentor nó quá quan trọng trong cái chương trình này. Bọn em phải chịu trách nhiệm giống như bọn chị. Khi bọn chị có những cái chiến thuật sai, bọn chị cũng phải chịu trách nhiệm với cái tập đó. Thì bọn em cũng vậy. Trong giây phút này thì chị cảm thấy chị hơi bất lực một chút. Chị nghĩ là ở đây thì team mình cũng sẽ cảm giác như vậy, vì cảm giác vốn dĩ của con người sẽ là như vậy. Cố gắng làm hết sức nhất có thể, nhưng lại cái kết quả lại không mong muốn. Hay cô cho em vào vòng loại. Không biết sao nữa, em cảm nhận là mấy bạn làm rất là tốt. Ồ, mình thấy rất là hay á nha. Ai cũng tốt hết. Khi mà bạn xung phong như thế là bạn đang đặt mình vào nguy hiểm hay để cô tự chọn lựa? Bản thân Hương cũng đang theo đuổi và học hỏi theo hướng high fashion, và nghĩ là khi mà mình có cái cơ hội đối diện với bản thân mình, đối diện với khó khăn, đó là cái động lực lớn để Hương cố gắng nhiều hơn. Như là ban đầu chúng ta đã nói, nếu mà chị có thể thì chị sẽ luôn bảo vệ 6 bạn. Nhưng mà có những điều nó sẽ là bất như ý và bắt buộc chị phải lựa chọn. Hằng thì cũng không mong cầu, cũng như đặt cái cảm giác như mình trách móc ở người đối diện của mình nhiều, mà mình lấy về sự chủ động cho bản thân của mình. Mình sẽ làm gì? Làm gì ở đây có nghĩa là mình sẽ train cho thí sinh của mình nó giỏi hơn, tạo cho họ động lực để họ có thể bản lĩnh hơn. Hương đang cần một cái sự đối diện để có thể giúp bản thân mạnh mẽ hơn, khác đi với team Hương trước đây. Và với dòng suy nghĩ hồi nãy của em chia sẻ thì chị nghĩ là em đủ thuyết phục khi đứng trong vòng nguy hiểm đó và quay trở về. Cũng là cái cơ hội để Hương có thể chia sẻ nhiều hơn mà. Tại vì mình nghĩ là mình đủ năng lượng, mình đủ cái lực để mình có thể quay về với team của mình. Và bạn thứ hai sẽ vào vòng nguy hiểm. Khá là run ấy. Nhưng mà mình nghĩ rằng đó là chuyện bình thường. Khi mà mình làm thí sinh thì sẽ có xác suất này, xác suất kia. Mình sẽ không biết được chuyện gì sẽ xảy ra với mình. Còn sau đây là cái quyết định không công tâm lắm. Chú Nguyên Thanh. Không, thực ra thì em thấy phần thi của em ngày hôm nay nó cũng không được ổn ấy. Cái truyền tải về câu chuyện thì em nghĩ là em có, nhưng mà về high fashion như mọi người mong muốn thì em lại không. Chán, buồn lắm. Em rất dễ thương, rất đáng yêu. Và chị hiểu vì sao huấn luyện viên Hồ Ngọc Hà rất là cưng em. Em hiểu ý chị nói mà đúng không? Muốn Thanh bình tĩnh xem là mình sẽ nói chuyện gì với một người thầy cũ của mình. Cái khuôn mặt và cái ngoại hình của em nó sẽ khó tạo ra một cái bức hình high fashion. Thì tiềm năng trong chương trình này, các cái concept nó rất là high fashion. Thế thì đấy là cái điểm mà em có thể nói rằng đấy cũng là một cái sự công tâm của chị Đang. Bởi vì dù sao thì em cũng không phải là một thí sinh có cái bức hình được bình chọn ngày hôm nay.